Anh chị có thấy được điều này trong cuộc sống không ạ? Chính vì vậy, cái sức mạnh của nó to lớn như vậy nên là ngày hôm nay chúng ta hãy học cái cách nói làm sao để giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp lên, giúp cho chúng ta thu hút được cái điều mình muốn, giúp cho chúng ta thu hút được tiền bạc. Anh chị đồng ý không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy hào hứng với chủ đề ngày hôm nay ạ? Anh chị comment tôi không thấy ạ? Chia sẻ thật sự với các anh chị là đúng từ khi mà biết tới môi trường câu lạc bộ mới bắt đầu học nói các anh chị. Nguyệt mới bắt đầu học nói 35 năm trước là chỉ nói những cái thích nói cái gì thì nói. Đúng ạ? Những cái năm trước là khi mà chưa biết đến môi trường câu lạc bộ là thích nói gì thì nói. Nhưng mà đến khi mà bước vào môi trường câu lạc bộ thì bắt đầu học nói, Nguyệt bắt đầu học nói các anh chị. Các anh chị nào giống như Nguyệt đâu ạ? Anh chị comment số 1 ạ. Siêu tuyệt vời, có rất là nhiều anh chị comment số 1. Là cũng bước bước vào môi trường câu lạc bộ mới bắt đầu học nói đúng không ạ? Mới bắt đầu học những cái học nói ra những cái thứ mà nó mang giá trị cho mình và cho người. Mới học cách nói ra những cái điều mình muốn. Đúng không anh chị? Mới học cách nói ra những cái ngôn từ tươi đẹp, những cái ngôn từ khiến cho mình hạnh phúc. Còn trước đây là cứ thích nói gì là nói thôi các anh chị. Đó, có rất là nhiều anh chị cũng giống như Nguyệt. Cái sức mạnh của ngôn từ nó vô cùng khủng khiếp. Ngôn từ nó chính là năng lượng. Vậy thì mình nói ra những cái từ mà mình mong muốn thì nó mang cái năng lượng tích cực, mang cái năng lượng hạnh phúc, mang cái năng lượng vui vẻ. Khi mà đạt được mục tiêu có hạnh phúc không anh chị? Khi đạt được mục tiêu có hạnh phúc không ạ? Khi đạt được thứ mình muốn có hạnh phúc không ạ? Đó, rất là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy đi vào thực tế. Cái lý do vì sao có rất là nhiều anh chị nói rằng là tôi yêu tiền. Đúng không ạ? Tôi thích được giàu có. Tôi muốn có nhiều tiền, rồi thì tôi muốn sống cuộc sống thịnh vượng. Đó. Nhưng mà lại chưa có được cái cuộc sống như họ mong muốn. Bao nhiêu trong số các anh chị thích tiền này? Bao nhiêu trong số các anh chị thích sự giàu có ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị thích khỏe mạnh ạ? Và bao nhiêu trong số các anh chị thích hạnh phúc? Tất cả chúng ta đều thích những cái điều đó, đúng không ạ? Bây giờ mà hỏi là chị có muốn giàu không, có thích tiền không, tất cả 100% đều hỏi là hỏi cái câu hỏi thừa, đúng không ạ? Ai chẳng thích, đúng không anh chị? Nhưng mà vậy tại sao anh chị thích như vậy mà chúng ta lại chưa có đạt được? Anh chị nói là tôi yêu tiền, nhưng mà tiền lại chưa có yêu tôi. Tại sao, cái lý do vì sao các anh chị? Đơn giản thôi, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, cái từ mà chúng ta muốn, cái điều mà chúng ta muốn, chúng ta nói ít hơn những cái điều mà chúng ta không muốn. Anh chị có thấy vậy không ạ? Anh chị có thấy vậy không ạ? Nó đơn giản chỉ vì là chúng ta thường xuyên nói ra những cái từ mà mình không muốn. Cái cách giao tiếp của chúng ta hầu hết gọi là cái số ngôn từ, cái số từ mà nó không có tích cực hoặc là nó không có thu hút được cái điều mình muốn thì nó nhiều hơn khi mình nói ra những cái thứ mình muốn. Anh chị đồng ý quan điểm với Nguyệt thì anh chị comment số 3. Anh chị quan sát thấy thực tế cuộc sống nó như vậy.
À, anh chị quan sát thấy cuộc sống như vậy. Ok, rất là cảm ơn những anh chị số 3. Lát nữa mình sẽ phân tích để cho những anh chị mà chưa comment, có nghĩa là chưa đồng ý, thấy được. Đơn giản thôi các anh chị. À, khi mà chúng ta nói những cái từ mà chúng ta không muốn nhiều hơn, thì tiềm thức có một cái chức năng, đó là chức năng đồng ý và cho nhiều hơn. Đồng ý và cho nhiều hơn. Bao nhiêu trong số các anh chị biết cái chức năng này của tiềm thức ạ? À? Ngày hôm nay có anh chị nào mới chưa biết, chưa ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên vào Zoom không ạ? Chúng ta chưa biết điều này không? Có ai lần đầu tiên vào Zoom, anh chị comment số 2 cho người thấy ạ? À? Chúng ta chưa biết cái chức năng này của tiềm thức không ạ? Chức năng của tiềm thức là có, tiềm thức có cái chức năng đó là đồng ý và cho nhiều hơn. Và tiềm thức thì rất là đơn thuần, nó không có phân biệt được đâu là, nó không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tích cực, đâu là không tích cực, mà nó chỉ có một cái chức năng duy nhất, đó là đồng ý và cho nhiều hơn. Vậy thì tất cả những cái gì anh chị nghĩ, tất cả những cái gì anh chị nói ra, tiềm thức đều say yes và cho nhiều hơn. Cộng với cái trường năng lượng ở bên ngoài cũng có chức năng đó là đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Kiến thức nó chỉ nắm bắt từ khóa, nó không hiểu từ không. Cái chỗ này cũng là một trong những cái quy tắc hoạt động của tiềm thức, anh chị cần nốt lại. Tiềm thức nó không hiểu từ không. Tiềm thức không hiểu từ không, không hiểu cái từ phủ định đâu, nó chỉ cần nắm bắt từ khóa thôi. Nó chỉ cần nắm bắt từ khóa thôi các anh chị nha. Đây cũng là một trong những cái mấu chốt khi chúng ta sử dụng tiềm thức, chúng ta cần nắm rõ. Tiềm thức không hiểu từ không. Chính vì vậy mà hãy sử dụng cái, khi mà chúng ta nói ra, đối với những cái từ mà không tích cực thì chúng ta hãy chuyển đổi, chuyển hóa. À, ví dụ bình thường chúng ta, cái người chúng ta gọi là mệt mệt đúng không ạ, thì chúng ta khi mà chúng ta chưa học nói, chưa vào môi trường câu lạc bộ, chưa biết thì cứ ôi hôm nay mệt quá, thì tiềm thức nó chỉ là nắm bắt cái từ khóa đó là mệt mà thôi. Đúng không ạ? Và nó đồng ý và cho nhiều hơn, nó cho anh chị mệt hơn. Đó. Nhưng cũng là khi mà chúng ta hiểu được cái sức mạnh của ngôn từ, và chúng ta hiểu cái quy luật vận hành của tiềm thức, đó là tiềm thức nó không hiểu từ không, thì chúng ta hãy đổi lại cái ngôn từ tích cực một chiều, đó là hôm nay tôi chưa được khỏe. Thì tiềm thức nó chỉ nắm bắt cái từ khóa là từ khỏe thôi. Tiềm thức nó y chang như Google anh chị. Khi anh chị lên, anh chị search cái từ là tôi muốn ăn, tôi không muốn ăn cơm sườn, hoặc là tôi không thích nghèo, thì nó sẽ cho cái hình ảnh là toàn những cái thứ mà, ví dụ không thích ăn cơm sườn thì nó sẽ cho một loạt những cái thứ mà liên quan đến cơm sườn ra. Đó, hoặc là nói là tôi không thích nghèo. Tiềm thức nó sẽ cho một loạt những cái hình ảnh của sự nghèo khó ra. Đúng hay rất đúng các anh chị, thì tiềm thức y chang như vậy, y chang như Google anh chị đó. Nên là khi mà chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, chúng ta phải nắm bắt được những cái nguyên tắc, quy tắc hoạt động của tiềm thức, những cái chức năng của tiềm thức, những cái quy luật của tiềm thức, để chúng ta vận dụng, ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống cho nó đúng. Đó, hay là anh chị thấy được là tất cả những cái biển cấm đúng không ạ? Tất cả những cái biển cấm anh chị để ý mà xem. Ví dụ có những chỗ là cấm đổ rác, thì anh chị có thấy là chỗ đấy là cái chỗ mà nhiều rác nhất không? Đúng không anh chị? Anh chị có thấy vậy không ạ? Cái chỗ nào mà cấm tề vậy thì cái chỗ đấy là anh chị đến xem không có được thơm. Hay là cái những cái chỗ mà bãi cỏ ấy, người ta bảo là cấm dẫm đạp lên cỏ, cấm dẫm đạp lên cỏ, thì anh chị có thấy được cái chỗ đó cỏ nó không lên nổi không?
nó rất là cùn, càng cấm càng làm, bởi vì tiềm thức nó chỉ nắm bắt từ khóa thôi. Tiềm thức nắm bắt từ khóa các anh chị, nó không có hiểu từ không, không có hiểu cái nghĩa phủ định, càng cấm càng làm. Bao nhiêu trong số các anh chị có con đúng không ạ? Có con đang ở lứa tuổi học sinh, bảo là cấm được yêu. Tuổi này là phải tập trung vào học tập, yêu đương cái gì đúng không ạ? Yêu đương nhanh nhít nhưng mà nó yêu hết cô này đến cô khác, yêu hết anh này đến anh khác. Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta nói ra cái từ đó, tiềm thức của con và tiềm thức của mình chỉ nắm bắt được cái từ khóa đó là từ yêu thôi, nên là càng cấm càng làm, nó là như vậy. Nên là đừng có cấm, hiểu được cái nguyên lý này đừng có cấm, đúng không ạ? Dù chúng ta có biết hay là không biết về tiềm thức, về luật hấp dẫn thì nó luôn vận hành. Dù chúng ta biết hay không biết, nó vẫn luôn vận hành trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta đang luôn sử dụng nó mỗi ngày, dù biết hay không biết. Vậy thì may mắn cho chúng ta là chúng ta đã biết đến sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Chúng ta hiểu được những cái quy luật, những cái quy tắc vận hành của nó. Chúng ta thuận theo những cái điều đó thì chúng ta sẽ thu hút được những cái điều mình mong muốn. Nên là từ khi vào môi trường câu lạc bộ mới bắt đầu học cách chuyển đổi anh chị, mới bắt đầu học học nói những cái ngôn từ tích cực, mới cho cái miệng của mình chỉ nói ra những cái lời tươi đẹp, chỉ nói ra những cái sự nói ra những cái từ mà giúp khiến cho mình xinh đẹp lên mỗi ngày, khiến cho mình hạnh phúc lên, khiến cho mình khỏe mạnh hơn, khiến cho mình giàu có hơn. Hay là anh chị để ý quan sát thấy trong cuộc sống, kiến thức của mình nó nắm bắt cái từ khóa, nó không hiểu cái từ phủ định. Chính vì vậy mà anh chị để ý, nó sẽ đồng ý và cho thêm. Trường năng lượng bên ngoài cũng vậy, đồng ý và cho thêm rất là nhiều. Ví dụ như khi mà con anh chị á, hoặc là người thân của anh chị mà làm cái gì đó nó nhìn nó chưa có cẩn thận đúng không ạ? Anh chị nói rằng là ví dụ như con anh chị còn nhỏ ấy, nó bê cái cốc nước lên đúng không ạ? Nó cầm cái cốc nước lên, mình nhìn thấy nó không có được ok, mình bảo khéo chẳng đổ, khéo chẳng vỡ đúng không ạ? Không chừng vỡ bây giờ nó vỡ ngay anh chị đúng không ạ? Nó đánh rơi ngay, nó làm hỏng ngay, bởi vì nó nắm bắt từ khóa, tiềm thức nó nắm bắt từ khóa. Hoặc là mình nhìn thấy con đi nó không có được 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 ok, mình bảo là khéo chẳng ngã, không chừng té ngã bây giờ, y chang là nó như vậy luôn anh chị. Anh chị có quan sát thấy như vậy không ạ? Đấy, xong đồng ý và cho thêm mà chúng ta bảo đấy đã nói rồi mà, không có cẩn thận, đã bảo rồi, vừa nói khỏi mồm xong có đúng không anh chị? Chúng ta cứ hay dùng những cái đấy không ạ? Đó, để ý quan sát trong cuộc sống, tiềm thức đó các anh chị nó nắm bắt từ khóa, con mình cũng thế. Khi mình bảo khéo chẳng ngã, hoặc là không chừng ngã bây giờ là nó ngã luôn, họ không chừng đổ bây giờ là nó đổ luôn. Đấy, đã nói rồi, đã nói rồi, nhìn cái là biết rồi đúng không ạ? Đó có nghĩa là nó giúp cho mình đạt được cái điều mình muốn, đồng ý và cho nhiều hơn, y chang như những gì mà mình đã nói ra. Vậy thì thay vì nói những cái ngôn từ mình không muốn thì hãy học cách chuyển đổi, nói sang những cái ngôn từ mình muốn, ok không anh chị? Và đặc biệt là anh chị ở trong anh chị nào đang có con ở cái độ tuổi từ 0 đến 7 tuổi thì hoàn toàn là sử dụng bằng kiến thức. Lúc này ý thức của con chưa phát triển đâu, nên là đây là cái thời điểm vàng đó. Anh chị hãy tận dụng, hãy nói cho con mình, chỉ nói cho con mình những cái ngôn từ mà mình muốn. Hãy nói cho con mình những cái ngôn từ mà mình muốn con trở thành. Đó.
thì hãy tận dụng cái thời điểm vàng này, từ 0 đến 7 tuổi các anh chị nhá, là cái thời điểm vàng của con. À, nếu như khi mà các anh chị biết được cái kiến thức này rồi ạ, à, anh chị à, nó luôn luôn à, nói ra những cái điều mà mình muốn về con, và à, chúng ta hãy học tập, hãy phát triển, hãy à, cho mình những cái thói quen, thì con của chúng ta chính là phiên bản của chúng ta. À, chúng ta hay thường nghe nói là bố mẹ nào thì con đấy, đúng không ạ? Thì chính xác là như vậy các anh chị. Thì con ấy chỉ học cái mô thức của bố mẹ, nhìn bố mẹ hoặc là quan sát cái cách bố mẹ nói, cái cách bố mẹ làm như thế nào, nó y chang như vậy. Vậy nếu như chúng ta không biết, chúng ta cứ nói ra những cái ngôn từ mà mình không muốn, thì y chang con mình cũng như vậy các anh chị. Y chang con mình cũng như vậy luôn. Đó, đó là lý do vì sao mà người người giàu họ lại ngày càng giàu, còn người nghèo thì lại càng ngày càng nghèo. Ở đây người thay đổi ngôn từ đó là người chưa giàu anh chị nhá. Lát người sẽ nói là cái người chưa giàu. Lý do tại sao người giàu lại ngày càng giàu hơn, người chưa giàu thì lại ngày càng chưa giàu? Tại sao ông trời lại có thể bất công đến thế? À, có anh chị nào mà à, trước đây mình cũng có những cái lời kêu la như vậy không ạ? Người ăn không hết kể lần chẳng ra. Tại sao mà những cái người giàu họ cứ ngày càng giàu, thậm chí là họ có thể là chi ra một cái bữa ăn, một cái bữa ăn mà lên tới cả triệu đô. Còn thì có những người thì lê lết ra không có cái đồ mà ăn, hoặc là lê lết ra cả cả cuộc đời chả kiếm được 1 triệu đô, đúng không ạ? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi anh chị, bởi vì những người giàu á thì người ta luôn luôn nói những cái thứ mà khiến cho họ giàu lên, nói những cái thứ mà khiến cho hạnh cho họ hạnh phúc, nói những cái thứ mà khiến cho họ ngày càng thịnh vượng. Đó, anh chị Nguyệt để ý rồi, mỗi một khi mà Nguyệt và các doanh nhân mà đi apply ấy, được ngồi với chủ tịch chỉ huy, những cái doanh nhân trong cái đội ngũ trí tuệ ưu tú á, được ngồi với chủ tịch chỉ huy và tất cả các doanh nhân, thì trên cái bàn tiệc đó chỉ nói về sự thịnh vượng, chỉ nói về những cái cơ hội làm ăn, hoặc là những cái thứ mà khiến cho giúp cho họ gia tăng được dòng tiền thôi. Đó. Chỉ nói về những cái cơ hội, những cái thứ mà giúp cho họ gia tăng dòng tiền, giúp cho họ gia tăng tài sản. Giúp cho họ xinh đẹp lên mỗi ngày, giúp cho họ gia tăng giá trị của họ lên mỗi ngày. Có nghĩa là cái miệng họ chỉ luôn nói những cái điều tuyệt vời. Đó, những cái thứ mà mình muốn thôi. Làm thế nào để có được cái gia tăng được dòng tiền, làm thế nào để mình trở nên xinh đẹp, làm thế nào để mình trở nên khỏe mạnh, làm thế nào để mình trở nên hạnh phúc, là cái người mà được được yêu được chiều nhất. Đó, quanh quanh mấy cái đó thôi, à, những cái cơ hội nào. Còn đối với người chưa giàu thì sao ạ? Họ nói những câu chuyện gì ạ? Người chưa giàu họ nói những câu chuyện gì các anh chị? À, người chưa giàu mở miệng ra là than. Mở miệng ra là than, bao nhiêu trong số các anh chị thấy điều được điều đó? Anh chị quan sát trong thực tế cuộc sống của mình, xung quanh mình, bản thân mình và những người xung quanh mình. Đó, hãy nhìn lại thực tế cuộc sống của mình để thấy được cái lý do vì sao bản thân mình và những cái người thân xung quanh mình có cái cuộc sống như vậy, có cái kết quả như thế. Đó, những cái người chưa giàu thì mở miệng ra là than, than ôi đổ lỗi, oán trách. Oán
oán trách cuộc đời đúng không ạ? Than ôi. Đó. Đó là lý do các anh chị. Và khi mà mở miệng là họ nói những cái lời không tích cực, mở miệng là họ nói những cái điều mà than ôi đổ lỗi, mở miệng là nói những cái từ mà mình không thích, không muốn nó xảy ra mà mình lại cứ nói nhiều, thì tiềm thức đồng ý và cho nhiều hơn, hòa cùng với cái trường năng lượng cũng đồng ý và cho nhiều hơn nữa, nên là cuộc đời của họ đen như than. Đen như than luôn. Và xung quanh cái câu chuyện nói chuyện của họ chỉ xung quanh những vấn đề, xung quanh những cái vấn đề thôi. Họ chỉ nói ra những cái khó khăn họ gặp phải, họ chỉ nói ra những cái điều xấu từ những cái người khác, những cái thứ không tốt từ những cái người khác thôi, hoặc là những cái thứ không tốt từ bản thân mình. Họ luôn oán trách tất cả bản thân mình, không biết yêu thương bản thân mình, luôn chê bai, không có biết đón nhận. Đón nhận thì à, gì nhỉ, người ta khen thì không có nhận đâu, nhưng người ta chê thì, hoặc là kể cả bản thân mình cũng luôn luôn chê trách mình. Đó, có bao nhiêu trong số các anh chị được khen nào? Ôi dạo này xinh thế, mà ôi xinh đâu mà xinh. Đúng hay rất đúng anh chị, có bao giờ nhận đâu, có bao giờ nhận những cái điều tốt đẹp đâu. Không nhận thì cái người nói người ta lại nhận lại, chả bao giờ biết đón nhận, là chỉ có chê. Ôi em dốt lắm, em học thấp, em không có thế nọ, em không có thế kia, em học dốt lắm, em học gì, rồi ôi đủ thứ chê trách bản thân mình, em xấu lắm, em thế nọ, em thế kia, em không biết giao tiếp, em không biết thế nọ, em không biết cái gì, không biết một... có nghĩa là chê trách mình hết nấc luôn các anh chị. Chê trách mình hết nấc luôn. Anh chị thấy đúng hay rất đúng ạ? Ngày xưa Nguyệt cũng thế. Người ta Nguyệt thì được cái chiều cao các anh chị, người ta cứ khen là dáng mình đẹp, dáng Nguyệt đẹp thế. Ôi đẹp đâu mà đẹp, đúng không ạ? Ôi đẹp đâu mà đẹp, vẫn làm gì có bao giờ biết đón nhận đâu. Không có bao giờ biết đón nhận mà chỉ có chê trách mình, toàn nhìn thấy cái điểm xấu của mình, sao mình thế nọ, sao mình thế kia, rồi nhìn thấy những cái người mà người ta giàu, người ta đẹp, cái người đó ông trời cho hết, sao lại bất công thế, cả cho mình tí. Đúng không ạ? Đó thì đó là lý do vì sao mà người giàu họ lại ngày càng giàu, còn người chưa giàu thì sao ạ? Người chưa giàu thì ngày càng càng chưa giàu, bởi vì xung quanh cái suy nghĩ của họ, xung quanh cái ngôn từ mà họ nói ra, chỉ nói ra, chỉ suy nghĩ, họ chỉ nói ra những cái từ mà họ nghĩ thôi, đúng không ạ? Vậy thì cái cuộc sống của họ, những cái gì họ nghĩ, những cái gì họ nói ra, nó y chang như vậy, bởi vì tiềm thức nó có chức năng đó là đồng ý và cho nhiều hơn, cộng với cái trường năng lượng cũng có chức năng đó là đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Vậy nên là chúng ta đến một cái môi trường, chúng ta cùng nhẹ hòa cùng túm năm tụ ba, đúng không ạ? Nói xấu người nọ, nói xấu người kia, hoặc là kể những cái điểm không tốt của người này, kể điểm không tốt của mình ấy. Tiềm thức đồng ý và cho nhiều hơn nữa, hòa cùng với cái trường năng lượng của những cái người đó nữa, thế là mình xấu như những gì mình nói. Đúng ngay, rất đúng ngay anh chị. Vậy thì ngay từ thời khắc này hãy ra quyết định, bản thân mình hãy học nói, hãy học cách chuyển đổi ngôn từ. Và
Hãy học tập phát triển bản thân để thay đổi được cái tư duy, cái suy nghĩ của mình thì mình mới có thể dễ dàng chuyển đổi được ngôn từ, bởi vì hầu hết mọi người chỉ nói ra những cái gì mình nghĩ. Nếu như toàn những cái nói ra những toàn những cái lời không tích cực, có nghĩa là bên trong mình toàn những cái suy nghĩ không tích cực thôi. Còn nói ra toàn những cái ngôn từ tuyệt vời, nói ra toàn những cái ngôn từ mình muốn, có nghĩa là bên trong mình luôn có những cái suy nghĩ đó, luôn hướng tới cái điều đó. Nên là cái tư duy, cái suy nghĩ nó cực kỳ quan trọng. Thay đổi tư duy, thay đổi cái suy nghĩ đi các anh chị. À, kể cho anh chị một cái câu chuyện về về cái người ăn xin, tư duy của những người ăn xin. Bao nhiêu số các anh chị ở đây là Nguyệt nói để cho anh chị hiểu nhé. Chúng ta Nguyệt dùng những cái nghĩa nghĩa đen để cho anh chị hiểu, nhưng mà anh chị phải nên nhớ rằng là lát nữa cuối giờ Nguyệt sẽ chia sẻ cái cách mà mình chuyển đổi ngôn từ như thế nào. Đó, thì ở đây Việt nói cái người ăn xin có nghĩa là cái người chưa được giàu á. Có những người là rất là khỏe mạnh mà họ làm cái nghề đó luôn anh chị, lười lao động họ làm cái nghề đó luôn, họ lê lết ngoài đường họ đi xin, và một thời gian sau họ lê lết, cuộc đời của họ lê lết như vậy luôn. Dù là cái số tiền họ có, nhưng mà cái số tiền họ có thể là cũng họ cũng kiếm được một số tiền, nhưng mà cuộc đời của họ lê lết, bởi vì sao ạ? Họ họ luôn luôn suy nghĩ, luôn nói ra những cái từ không có tích cực, lê lết, và đồng thời á họ lại nghe những cái nhạc, anh chị có thấy không ạ? Nghe những cái nhạc mà nó rất là sầu não. Anh chị có quan sát thấy điều đó không ạ? Thì một thời gian sau, cuộc đời của họ cũng lê lết y chang như vậy, và họ không có thay đổi cái suy nghĩ được. Có một cái câu chuyện cười như thế này. Khi hỏi một cái người ăn xin, khi hỏi một cái người ăn xin rằng là bây giờ nếu mà cho anh có 1 triệu đô thì anh sẽ làm gì? Đó, hỏi cái người ăn xin là cho anh bây giờ anh xin được, anh có được 1 triệu đô thì anh sẽ làm gì? Và cái người ăn xin đó có cái câu trả lời như này các chị. Thì tôi sẽ sắm cái bát to hơn, tôi đến cái thành phố giàu hơn, to hơn để tôi xin được nhiều hơn. Đó, đó là cái tư duy của người ăn xin ấy. Họ không có thay đổi, họ chỉ có nghĩ được vậy thôi các chị. Họ chỉ có nghĩ được đến thế thôi. Nên là cái gốc rễ ở đây chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy, cái suy nghĩ của mình, và đồng thời là thay đổi cái ngôn từ mình nói ra. Được chưa các anh chị? Có nhiều anh chị nói rằng là chị tâm Phật khẩu xà. Anh chị nào đang chia sẻ? Có nhiều anh chị nói rằng là chị tâm Phật khẩu xà. Theo các anh chị có tâm Phật khẩu xà không? Nếu là không, cái chị tốt bụng lắm, tâm Phật khẩu xà không? Nói ra cái có nghĩa là mồm thì nói ra như vậy thôi, nhưng mà tốt bụng lắm. No no no. Anh chị nha, họ chỉ nói ra những cái gì họ nghĩ thôi. Họ chỉ nói ra những cái gì mà họ có ở trong đầu thôi. Chả có cái ông Phật nào mà khổ sở cả. Đúng không anh chị? Tất cả mọi thứ nó có ở trong suy nghĩ của mình phát ra cái ngôn từ. Mình nghĩ cái gì mình mới nói cái đó. Mình nghĩ gì mình mới nói đó, chứ không có cái
À, cái chuyện mà tâm Phật khẩu xà đâu. Đó. Nên là ngay tại thời điểm này, ngay ngày hôm nay, khi chúng ta học được cái kiến thức này, hãy sửa đổi cái ngôn từ mình nói ra. Để làm gì ạ? À, cho thậm chí bản thân mình, cho con cái chúng ta, gia đình chúng ta. À, con cái là tiềm thức của bố mẹ. Nếu như trong gia đình chúng ta luôn nói ra những cái ngôn từ tuyệt vời, luôn nói ra những cái ngôn từ mình muốn, thì con của chúng ta y chang như chúng ta luôn. Con của chúng ta y chang như chúng ta luôn. Sức mạnh của ngôn từ nó có cái sức mạnh cực kỳ khủng khiếp luôn. Ngôn từ nó có thể là khi mà chúng ta nói ra cái ngôn từ mà nó ok ấy, nói ra cái ngôn từ mà tích cực ấy, nói ra cái ngôn từ mà nó những cái ngôn từ đúng ấy, nó có thể là khơi gợi được cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong chúng ta, sức mạnh cái khả năng nội lực bên trong chúng ta. Đó. Và khi mà cái lời nói, cái ngôn từ nó có thể cứu vớt được cuộc đời của một ai đó, chỉ một một cái từ đó thôi. Nhưng một cái từ, một cái ngôn từ nó cũng có thể là thậm chí là làm gọi là cái gì, cái sự nói giảm, nói trách, nói tránh, thì nó có thể là gọi là cho một ai đó lên đường bằng một cái ngôn từ thôi. Hoặc là nó có thể làm một ai đó gọi là dằn vặt suốt cả cuộc đời bằng một cái ngôn từ của một ai đó. Nó có cái sức mạnh cực kỳ khủng khiếp luôn. Nhớ mãi luôn các anh chị. Đó, chính vì vậy mà nếu mà yêu thương mình đủ nhiều, nếu yêu thương gia đình mình đủ nhiều, thì hãy học cách chuyển đổi ngôn từ. Học cái cách sử dụng ngôn từ tích cực một chiều, để không những cho bản thân mình, cuộc đời của mình có được cuộc sống tươi đẹp, mà còn giúp cho người thân, con cái của mình, những thế hệ sau của mình có được cái điều đó. Con cái là phiên bản của bố mẹ. Tư duy của bố mẹ như thế nào, suy nghĩ của bố mẹ như thế nào, con cái sẽ là cái phiên bản y chang như vậy. Có bao nhiêu trong số các anh chị thấy được là bố mẹ mà làm gọi là làm công ăn lương thì hầu hết con cũng làm công ăn lương. Bố mẹ là giáo viên thì hầu hết con lớn lên cũng cũng là giáo viên, hoặc là làm một cái ngành nghề gì đó, nhưng cũng là cái gọi là làm công ăn lương. Đúng hay rất đúng ạ? Anh chị thấy qua xem. Hầu hết. Hoặc là anh chị để ý thấy cái cách giao tiếp của bố mẹ, cái cách giao tiếp của bố mẹ, gia đình nhà nào mà luôn có nghĩa là có cái thói quen luôn luôn nói cái từ biết ơn, luôn nói những cái ngôn từ tuyệt vời, gọi dạ bảo vâng, đúng không ạ? Kính trên nhường dưới, có nghĩa là họ trong gia đình của họ sinh hoạt họ có cái thói quen đó rồi, thì ra đường họ cũng vậy. Nhưng mà những cái gia đình nào mà bố mẹ cứ mày mày tao tao, đúng không ạ? Rồi ông tôi, rồi anh chị em, nhưng mà không có phân biệt, cứ mày tao hết, thì y chang con cái của mình ra nó cũng thế. Hoặc là bố mẹ mà hay nói tục chửi bậy, ừ, thì cái câu đó, những cái câu mà giao tiếp nó thừa, nó cũng luôn gắn ở trên miệng các con. Những cái câu giao tiếp thừa như nào bây giờ anh chị bỏ đi nhá. Có để ý thấy không ạ? Trong cuộc sống thực tế có rất là nhiều những cái câu mà thừa, những cái lời nói thừa, đáng lẽ mình không cần gắn cái, không cần gắn cái đó vào, mà chúng ta cứ thích gắn cái đó vào.
đặc biệt là những người gọi là kiểu dân dân triệu bố đó, cứ thích gắn những cái liên quan đến mẹ, liên quan đến cha vào, đúng không ạ? Thừa các anh chị. Đó, câu cửa miệng đó, cứ gắn những cái ngôn từ thừa vào để làm cái gì? Đó, nên là ngày hôm nay khi học được kiến thức này, chúng ta biết được là suy nghĩ mang năng lượng, ngôn từ của chúng ta mang năng lượng, mà cái sức mạnh của ngôn từ nó rất là lớn. Chính vì vậy mà chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta đạt được những thứ mình muốn thì hãy học cái cách nói những cái điều mình muốn thôi. Mở miệng ra chỉ nói những cái điều mình muốn thôi. Mở miệng ra chỉ nói những cái điều tốt đẹp thôi. Cái miệng xinh xắn của mình chỉ nói ra những cái từ mà khiến cho mình sinh lên mỗi ngày, khiến cho mình hạnh phúc lên mỗi ngày, khiến cho mình giàu có hơn mỗi ngày, thịnh vượng hơn mỗi ngày thôi các anh chị. Chứ đừng có mở miệng ra là than ôi, ơi hỡi. Ok không ạ? Vậy thì bây giờ người sẽ chỉ cho các anh chị có thể là cái cách mà chúng ta sửa đổi ngôn từ, chuyển đổi ngôn từ như thế nào. Ok không ạ? Ví dụ hãy học vì tiềm thức không hiểu cái từ phủ định, không hiểu từ không, nên là hãy tận dụng cái quy tắc đó để chúng ta nói cái ngôn từ, chuyển đổi cái ngôn từ tích cực một chiều. Ví dụ như Nguyệt vừa chia sẻ đúng không ạ? Nếu mà hôm nay cảm thấy là như ngày xưa thì mình nói là ôi hôm nay mệt thế, hôm nay thay đổi thời tiết, em mệt quá. Nhưng mà bây giờ không, hãy nói là em chưa được khỏe. Hoặc là có nhiều người có mắc cái chứng là đau đầu đấy, thì luôn miệng kêu là chị bị đau đầu, bị thế này. Bây giờ bỏ 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 cái đấy đi, thay đổi ngôn từ chị chưa được khỏe cái đầu, người ta cũng hiểu là mình đang có vấn đề. Ok không ạ? Hoặc là đừng có nói là em muốn thoát nghèo. Tiềm thức là chỉ nắm bắt cái từ khóa là từ nghèo thôi. Bây giờ hãy nói là em đang giàu lên, hoặc là đang trên hành trình làm giàu. Hoặc là ví dụ như anh chị có thể để ý thấy những doanh nhân trong môi trường câu lạc bộ, họ chia sẻ cái cuộc đời của họ, cái cuộc sống của họ trước khi bước vào môi trường câu lạc bộ, đúng không ạ? Hầu hết là họ nói rằng là ví dụ như Nguyệt chẳng hạn, Nguyệt lên Nguyệt chia sẻ, Nguyệt nói rằng là Nguyệt sinh ra trong một gia đình chưa được giàu đó, nói giảm nói tránh đi, chưa được giàu. Nhà có 6 chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, là nói ra như vậy là họ cũng đã hiểu là nhà mình như thế nào rồi, chứ không cần phải nói cái ngôn từ là nghèo ra. Được không anh chị? Học cách chuyển đổi ngôn từ như vậy. Chưa được giàu. Hoặc là ví dụ có những anh chị mà vấn đề về sức khỏe. Có vấn đề về sức khỏe. Anh bị bệnh nọ, anh bị bệnh kia, em bị thế nọ, em bị thế kia. Thế là no, no, no. Đừng có nhắc đến cái từ bệnh. Chưa được khỏe cái chỗ ý thôi. Được không ạ? Chưa được khỏe cái ví dụ chưa được khỏe cái dạ dày. Vì tiềm thức có chức năng là nó không hiểu từ không, nên cái từ chưa ấy nó không có nắm bắt, nó không có hiểu, nên là hãy nó chỉ nắm bắt cái từ khóa thôi. Còn nếu như ví dụ như các anh chị thấy này, khi mà mình đang đang cái vấn đề về cái bụng chẳng hạn, mình lại đặt ra cho mình những cái câu hỏi, không biết là hôm nay mình ăn cái gì mà mình lại bị như vậy, lại bị đau bụng, đúng không ạ? Thì chức năng của tiềm thức đó là đồng ý và cho nhiều hơn. Anh chị nhắc đến từ đau, nó đồng ý và cho đau đau nhiều hơn. Đúng không ạ? Nó tìm ra, mà nó đi tìm ra cái câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta đó, nó tìm ra các anh chị. Nên là hãy đặt câu hỏi khôn ngoan, hãy đặt câu hỏi khôn ngoan, đúng không ạ? Là hãy
chuyển đổi à, cái bụng sao cái bụng của tôi nó chưa được khỏe, thì tiềm thức là nắm bắt cái từ khóa là khỏe. Và anh chị sẽ thấy cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng ngôn từ. Cái này anh chị để ý quan sát thấy mà xem. Vấn đề sức khỏe ở đâu càng kêu càng la nó càng nặng hơn. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta cứ yêu thương bản thân và nói những cái lời biết ơn thì nó rất là nhanh khỏe. Nó rất là nhanh khỏe anh chị. Nó cực kỳ nhanh khỏe luôn. Đó, nên là sức mạnh của ngôn từ nó ghê gớm lắm anh chị. Nên là ngày hôm nay biết được kiến thức này, hãy thay đổi, hãy sửa đổi. Muốn giàu đúng không ạ? À, nói nhiều về cái sự giàu có đi. Có nhiều tiền đúng không ạ? Hãy thay đổi cái tư duy, hãy thay đổi cái cách nghĩ về sự giàu có, về về tiền bạc đi. Đừng có muốn một đằng nhưng mà lại hành động lại nghĩ một nẻo. Đó, bây giờ ra đường hỏi anh chị muốn giàu không? Muốn. Muốn nhiều tiền không? Muốn. Vậy thì học làm giàu đi. Oh no. Chị sáng ra chị còn phải trông con, sáng ra chị còn phải mua ăn sáng ra chị còn phải chăm lo cho gia đình chị. Sáng ra chị còn phải A, B, C, X, Y, Z. Nên là chị không học làm giàu được đâu. Có nghĩa là cái suy nghĩ chị muốn thì muốn một đằng nhưng mà lại là hành động một nẻo. Muốn một đằng hành động một nẻo thì liệu chúng ta có được cái kết quả mình muốn không? Không bao giờ có được. Nên là phải thay đổi từ cái suy nghĩ, từ cái tư duy của mình thì chúng ta mới có được cái sự lựa chọn khôn ngoan. Bây giờ nói rằng là chị muốn tự do tài chính, chị muốn được tự do không gian, tự do thời gian, nhưng mà chị đi làm công ăn lương. Mà không có làm thêm bất kỳ cái công việc kinh doanh nào khác. Vậy thì liệu được không các anh chị? Không thể. Nên là phải thay đổi từ cái tư duy, cái suy nghĩ của mình và cái ngôn từ mình nói ra hàng ngày. Không ạ? Hãy thay đổi những cái gốc rễ, nó là tư duy. Tư duy phải có tư duy của người giàu, có tư duy của người thành công, có tư duy của những cái người mà đã đạt được cái điều mình muốn rồi. Và cái việc mà chúng ta học tập phát triển bản thân thế này cũng là một trong những cái việc mà nó không chỉ tốt cho bản thân mình mà còn tốt cho con cái của mình. Anh chị còn đang giúp luôn cho cái thế hệ, cho tất cả những người thân xung quanh mình, đặc biệt là con cái của mình. Hãy cho con cái mình cái tài sản đó là cái tài sản về trí tuệ, về tư duy. Chứ đừng cố đi hụt đầu vào làm để làm cố để mua cái này cho con, mua cái kia cho con cái mảnh đất này, cho con cái căn nhà kia, cho con cái xe này, cho con cái xe kia. Cố để làm hết cho con ấy, anh chị. Làm hết cho con, mình thương con ấy. Cố để làm hết cho con. Vậy, và cuối cùng là con nó hư, con nó phá, con nó có phải làm gì đâu. Đúng không ạ? Nó không có biết trân trọng, nó không có biết nó bảo đấy là cái nghĩa vụ của bố mẹ. Bố mẹ làm thì nó hưởng thôi. Bố mẹ làm rồi thì nó cần gì nó phải làm. Và nó không có biết trân trọng. Và có rất nhiều gia đình anh chị thấy được trong thực tế cuộc sống cứ hùng hục bố mẹ làm cắm đầu cắm cổ làm để cho con, cuối cùng con nó phá, cuối cùng con nó không nghe lời, bắt đầu là la ó lên. Dành hết tình thương cho con,
mà cuối cùng nó đổ đốn. Có nhiều ông bố bà mẹ kêu la như vậy không các anh chị? Anh chị có thấy thực tế trong cuộc sống ngoài kia như vậy, có nhiều những người như vậy không ạ? Bởi vì họ chỉ cho con mình cái tài sản là vật chất thôi, mà không cho con mình cái tư duy, cái trí tuệ. Và đó chính là sự yêu thương không đúng cách, yêu thương thiếu hiểu biết, yêu thương đó gây nghiệp cho con, gây họa cho mình. Đúng không ạ? Nên là cái việc mà anh chị ngồi đây, 140 anh chị ngồi đây, chúng ta rất là mềm. Khi chúng ta giác ngộ, chúng ta biết được những cái kiến thức này, cái tư duy của những người thành công, chúng ta học, chúng ta cho con cái tài sản đó là trí tuệ, tài sản là tư duy. Bản thân mình thay đổi tư duy, con mình nó là tiềm thức của mình, nó sẽ y chang như những gì mình có, nó y chang như những gì mình nghĩ, nó y chang như những gì mình nói ra. Mình nói ra thế nào con mình nó sẽ học y chang như vậy. Nếu như mình có tư duy, có thói quen, có cái ngôn từ của những người thành công thì con mình nó sẽ y chang như thế. Nên là chúng ta rất là may mắn biết được môi trường này. Hãy học cách để sửa đổi đi anh chị. Hãy rèn mình. Hãy rèn mình để giúp cho đời của con cái mình nữa. Hãy cho con mình, hãy để lại cho con cái mình cái tài sản đó là tài sản về trí tuệ. Con mình có cái tài sản về trí tuệ, có cái tài sản về sức khỏe, có cái tư duy, có cái thói quen, có cái lối sống của người thành công thì cỡ nào nó cũng giàu các anh chị. Mình không phải lo cái về vật chất cho nó, cỡ nào nó cũng giàu. Khi có sức khỏe, có tư duy, có trí tuệ, cỡ nào nó cũng giàu, mình không phải lo cái đó. Được chưa ạ? Chứ đừng có lao đầu vào đi kiếm tiền để xây cho con cái nhà, mua cho con cái xe, rồi để lại cho con cái nọ cái kia. Đó, có nhiều ông bố bà mẹ, anh chị quan sát thấy được. Có ba bốn đứa con đúng không ạ? Cố gắng làm cả một đời lam lũ vất vả để cho các con mỗi đứa một căn nhà. Cuối cùng là các con thì thậm chí là đến tuổi già các con còn giu nhau, không muốn chăm bố mẹ đúng không ạ? Ganh nhau. Thật đấy các chị. Rất nhiều luôn đấy. Nên là hãy trang bị cho bản thân mình tư duy trí tuệ của người thành công, những cái ngôn từ của người thành công để mình giúp đỡ cho không chỉ bản thân mình mà còn thế hệ mai sau của chúng ta. Được chưa? Đó, vậy thì hãy học cách chuyển đổi nha các anh chị. Hãy học cách chuyển đổi. Có bao nhiêu trong số các anh chị bảo là nó không dễ? Các anh chị nào thấy nó không dễ không ạ? Tất nhiên rồi, chúng ta đã khi mà chúng ta nói những cái ngôn từ không tích cực, nó đã thói quen của chúng ta. Anh chị bao nhiêu tuổi nó là bấy nhiêu năm các anh chị sử dụng những cái ngôn từ đó rồi. Thói quen nó không thể thay đổi một sớm một chiều được. Quan trọng là chúng ta phải có ý thức để rèn. Và bao nhiêu trong số các anh chị muốn rèn nhanh ạ? Chỉ cho một cách. Anh chị nào muốn rèn nhanh không ạ? Muốn thay đổi thói quen không tốt này sang thói quen tốt một cách nhanh nhất không ạ? Làm cách nào anh chị? Tiền đi liền với ruột. Đó, mà cứ mỗi cái ngôn từ nói ra mà không tích cực là phạt 50k. Cho cái người mà luôn quan sát theo dõi mình á. Tiền đi liền với ruột là sợ phải nói những cái ngôn từ đó ngay. Là mồm chỉ luôn nói cái từ yêu thương biết ơn ngay. Đó là cái cách anh chị muốn muốn nhanh. Và nếu như anh chị nào muốn có được những cái bộ ngôn từ của những người thành công và giàu có, chỉ nói những cái ngôn từ thịnh vượng, chỉ nói những cái ngôn từ giàu có liên quan đến những cái điều mình muốn, thì anh chị vào trong nhóm rèn luyện doanh nhân Trạng Thái Hóa Vàng. Ở đó chủ tịch Trịnh Huy sẽ giúp cho anh chị có trang bị cho anh chị một bộ những cái tư duy, những cái ngôn từ và để chúng ta được rèn luyện mỗi ngày. Không ạ, rèn luyện mỗi ngày.
À, và bao nhiêu trong số các anh chị mà được cái người hỗ trợ của mình khi mà là nói chuyện một một à, chỉ cho mình cái cách là à thay đổi ngôn từ đi, các anh chị nào được nhắc như vậy không ạ? Không biết các anh chị khác như nào nhưng mà à, đối với Nguyệt thì à, trong những cái cuộc giao tiếp một một Nguyệt đều nhắc nhở anh chị. Ừ. Tại vì chúng ta chưa chưa có cái thói quen đó thì trong cái quá trình giao tiếp mình chỉ ra cho họ hoặc là ở trên Zoom này à, chúng ta luôn luôn nói những cái ngôn từ tích cực. Ai mà comment cái từ không tích cực là có dễ bị nói không ạ? Đó thế nên là à, ví dụ khi mà giao tiếp một một á à, mà ví dụ cái hình ảnh nó chưa được ok thì họ nói là à, mạng do mạng của chị bị đơ, do mạng của chị yếu quá, do mạng của chị thế nọ, do mạng của chị thế kia. Nhưng mà mình bảo chị hãy thay đổi, mạng của chị chưa được khỏe. Không ạ? À, mạng của chị chưa được, nhắc nhở cho họ à, dùng ngôn từ tích cực một chiều chị ơi. Ok không ạ? Dùng ngôn từ tích cực một chiều. Ôi hôm nay chị đau đầu quá, hôm nay chị đau đầu cho chị xin nghỉ, hôm nay chị thế lọ thế chai cho chị xin nghỉ. Ok chị ơi, chị chưa được khỏe nhá. Chị nói hãy thay đổi ngôn từ lần sau nói với em á. À, chị nói là hôm nay chị chưa khỏe cái đầu. Là em hiểu. Chị nhớ chị sửa. Có được các anh chị có được nhắc như vậy không ạ? À, rất là tuyệt vời luôn các anh chị ở câu lạc bộ, vào câu lạc bộ được ăn học nói, được được học ăn này, học nói này, học thở này, học cười này, học một combo toàn những cái điều tuyệt vời luôn các anh chị, học làm giàu này, học từ suy nghĩ đó. Đúng không ạ? Học cách nghĩ, cách ăn, cách nói, cách thở, cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách cười, cách làm giàu, cách để được hạnh phúc, cách để được yêu thương. Bao nhiêu những số các anh chị thấy là câu lạc bộ có hết đấy. Một combo luôn toàn những điều tuyệt vời đó. À, vào đây Nguyệt mới biết được à, người thành công họ cái họ luôn có cái phong thái như thế nào, và mình muốn trở thành họ thì mình phải huấn luyện, mình phải rèn luyện mình. À, anh chị thấy được cả Tony Robbins đúng không ạ? À, tại sao ông ấy lại có cái dáng cái gọi là vóc dáng và cái tư thế, cái tác phong gọi là rất là năng lượng như vậy? Ông thì học nhiều lắm đấy ạ, đúng không ạ? Lúc nào cũng phải đứng ưỡn ngực lên, đúng không anh chị? Đó rồi đó là cái tư thế tác phong của người thành công. Mình phải học, phải rèn mới có được cái trường năng lượng đó, mới có được cái năng lượng tuyệt vời đó, mới huấn luyện, gọi là khi nó trở thành thói quen rồi thì nó thành cái bản năng của mình. Đó. Và ngày ngày trước cái Nguyệt cũng không có dễ cười đâu anh chị. À, nói như này là không có nở được cười đâu mà cứ hầm 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 này. Đó. Nhưng mà khi vào môi trường câu lạc bộ học, đúng không ạ? À, vui vẻ mới có tiền, cười nhiều mới có tiền. À, cười suốt ngày và có nghĩa là còn được học cười đấy anh chị. Bao nhiêu số đấy anh chị được cả tham gia cái nhóm rèn luyện thân tâm trí rồi, các anh chị học cái buổi mà à, chia sẻ về cái cách cười của doanh nhân Big Tail ạ. À, anh chị thấy là đã không ạ? Thấy tuyệt vời không ạ? Thấy cái buổi học nó tràn đầy năng lượng không ạ? Và tự nhiên khi mà mình cười anh chị à, xua tan hết tất cả những cái nỗi niềm mà chưa có hạnh phúc. Nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Được học cả cách cười. À, cười cấp độ 1, cười cấp độ 2, cười cấp độ 3. Đấy, theo từng cấp độ ở môi trường nào, ở cái hoàn cảnh nào, chúng ta cười cấp độ nào chỉ hết các anh chị. Đó. Cách ngồi của những người thành công, cách đi, cách đứng của những người thành công, à, cách hít thở nữa các anh chị nha. À, thở làm sao đúng không ạ? Thở làm sao cho cung cấp đầy đủ oxy, đó được học hết. Ăn làm sao, uống làm sao, tuyệt vời không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị thấy câu lạc bộ quá tuyệt vời như vậy, anh chị comment tôi và nhớ là hãy đồng hành cùng môi trường câu lạc bộ, tham gia những cái nhóm rèn luyện thân tâm trí, nhóm rèn luyện doanh nhân chặng tay áo vàng để chúng ta có được
một combo auto tất cả những cái điều tuyệt vời đó, giúp cho chúng ta trở thành cái con người mà mình muốn trở thành, cái phiên bản mà mình muốn trở thành, là cuộc đời của chúng ta thay đổi theo cái chiều hướng mà chúng ta muốn. Ok, thì đó là cái kiến thức ngày hôm nay Nguyệt chia sẻ với các anh chị, và bao nhiêu trong số các anh chị ngày hôm nay chúng ta cảm thấy là chúng ta biết được cái kiến thức này là một cái điều vô cùng may mắn đối với anh chị. Và bao nhiêu trong số các anh chị ra quyết định, mình cam kết là ngay từ thời khắc này tôi sẽ học cái cách mà chuyển đổi ngôn từ, chỉ nói những cái ngôn từ tích cực một chiều, và tôi sẽ học tập phát triển bản thân để thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái tư duy để tôi có được những cái ngôn từ, để tôi nói ra được những cái ngôn từ mà trong đầu tôi suy nghĩ. Anh chị comment, tôi cam kết cho người thấy ạ. Đó, người chia sẻ những cái này nó rất 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 là thực tế ở trong cuộc sống mà chúng ta nhìn thấy mỗi ngày, và bây giờ ngay muốn thay đổi thì phải thay đổi từ chính bản thân mình. Ok không ạ? Dạ rồi. Và bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn được lắng nghe những câu chuyện ứng dụng thành công ạ? Các anh chị ấy cũng đã học tập được những cái kiến thức này, đã học được cái bộ combo mà câu lạc bộ giúp đỡ, và các anh chị ấy đã đạt được những thành công gì? Bao nhiêu trong số các anh chị hào hứng muốn lắng nghe những câu chuyện thành công ạ? À? Vậy thì Nguyệt mượn đôi bàn tay xinh xắn này. Các anh chị đâu ạ? À? Đâu ạ? À? Lắc tay lên các anh chị ơi, tung bông tung hoa, chào đón lên đây sự chia sẻ ăn mừng thành công của doanh nhân em Nguyễn Thắm ạ. À? Ok, mời Thắm. À, vâng, em cảm ơn bài chia sẻ rất là giá trị của doanh nhân Hoàng Nguyệt ạ. À. Cảm ơn chị đã cống hiến mở Zoom từ sáng và hàng ngày trao giá trị. Các anh chị có thể là vỗ vỗ tay vào. Cảm ơn chị Nguyệt một lần nữa được không ạ? Hôm nay em rất là vui vì em đã được lên để chia sẻ cái câu chuyện thành công của mình. Thì em sinh ra trong một gia đình chưa được giàu cho lắm. Làm nông thôi các anh chị. Thế nhưng mà mình luôn nỗ lực cố gắng. Và đúng là do cái tư duy và cái thói quen mà 80% là mình chịu ảnh hưởng từ cái môi trường mà ba mẹ mình. Thế nên là em có những cái thói quen nhưng nó không có tốt. Thế là nên là cái cuộc sống của mình ý, nó cứ thành công xong rồi là do cái niềm tin gốc rễ nó bị lệch đấy ạ. Thì sau khoảng 3 năm là em lại thị trường nó thay đổi một nhát đấy. Thì em lại đi xuống các anh chị ạ. Và em không hiểu tại sao cái chuyện đó đấy nó lại lặp đi lặp lại phải đến là 3-4 lần với cuộc đời của em. Và mình chưa bao giờ học phát triển bản thân ở đâu cả, cũng chưa bao giờ đọc sách, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình phải chỉnh sửa cái gì cả, và cứ thế mà làm bằng ý thức thôi. Và cái ngôn từ cũng thế. Trước đây ấy là về gia đình là vợ chồng ấy chưa được hòa thuận cho lắm, phải đến 10 năm là vợ chồng em mà là cứ thường xuyên cãi nhau phân nhau này. Đó. Rồi con cũng thế. Bé thì có bé bị chậm nói. Rồi về tài chính cũng thế ạ. Em thì là một cái là em không biết quản lý tài chính. Thế nên là em làm em kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà kiếm ít thì tiền tiêu ít, kiếm nhiều thì tiêu nhiều. Và đây em cho các anh chị xem, em hiện tại em đang sống ở bên Hàn, và em sang Hàn sống được 14 năm rồi. Các anh chị nhìn thấy hình ảnh của em chưa ạ? Đây là em của 8 năm trước ạ. Và liên tục thì sinh các bé, thế nên là mình đánh mất cái tôi của mình đi, mình không còn tìm đến ước mơ của mình nữa. Vì bận rộn cái cuộc sống gia đình ấy các anh chị, thế nên là một thời gian đây là em bị trầm cảm đấy các anh chị ạ. Đó, em cũng không giao tiếp, gọi là không muốn một cái gì cả, không có ước muốn gì cả. Và sau một thời gian đấy thì vì con em chậm nói đấy, thì em đã vào cái môi trường giáo dục. Thì trước đây em Thắm ở Việt Nam em cũng làm nhiều nghề lắm các anh chị ạ, cũng làm hết mình luôn và cũng đứng ở cái vị trí cao. Nhưng mà sau một thời gian đấy là nó lại cứ cứ ở kiểu nó đi xuống đấy. Đó, thì đây là cái hình ảnh em Thắm làm ở môi trường giáo dục, các anh chị thấy như nào ạ? À? Đây là em là một bà sếp đấy các anh chị, và sếp của 20 nhân viên đấy các anh chị ạ. Nhưng mà các anh chị thấy không? Không biết yêu thương bản thân của mình. Thế nên là đầu tóc rồi là về về cơ thể, về sức khỏe là không được êm. Và có tài chính thật, nhưng cái sự hạnh phúc yêu bản thân mình ấy là nó không có. Và em nghĩ rằng là em có một cái tư duy rằng là có tiền chắc là mình sẽ bù đắp được hạnh phúc cho gia đình, chồng mình sẽ cũng là hạnh phúc hơn với chồng, rồi con mình sẽ là tốt hơn.
Rồi có tiền chắc là sức khỏe cũng không sao đâu. Thế nhưng các anh chị ơi, em tư duy của em nó bị nhầm các anh chị ạ. Thì sau khi mà một thời gian em làm quá nhiều thì 3 năm ấy em rất là phát triển luôn và em lên đến chức là thêm trang và có đội nhóm. Thế nhưng mà đây là lúc đó là em chưa phát hiện ra là sức khỏe của em nó không êm. Thì sau một thời gian đấy là em mới quay lại em là sức khỏe nó không êm một nhát thì đúng là mình không có sức để chăm gia đình, chăm con, chăm khách hàng, chăm đối tác, nhân viên. Và không làm hài lòng sếp được nữa. Thế là cuối cùng là vì cái sức khỏe lên là mọi thứ nó xuống, tài chính xuống, mối quan hệ xuống. Và em rất muốn làm nhiều cái nhưng cái sức khỏe của em nó không êm. Sau một thời gian đấy, đây là cái em làm rất là hoành tráng luôn. Đấy, các anh chị nhìn thấy em được lên nhận giải chưa ạ? Em lên nhận giải toàn quốc đấy các anh chị ạ. Đó. Thế nhưng mà làm nhiều quá quên cả sức khỏe của mình. Và đây là em thắm. Cái gì nhận ra em không ạ? Đây là em thắm. Sau một thời gian đấy là tóc còn rụng rồi mất ngủ rồi thì nói chung là em thắm đấy ạ. Và một thời gian đấy là em đi tìm con đường của mình. Em nghĩ rằng là cuộc đời của mình ấy cứ lên cứ xuống như thế này chắc là có gì đó nó bị sai. Và em cầu nguyện, em cầu nguyện và em đề ra một cái tiêu chuẩn nghề nghiệp cho mình để em hướng tới, để em không có phải cái tình trạng là cứ 3 năm em phải chuyển nghề một lần. Bởi vì nó mất thời gian và nó rất là tổn, giống như là mất về tiền bạc, mất về thời gian, mất về công sức rất là tốn. Thế nên là em mới cầu nguyện và em mong làm sao mà có cái chỗ nào mà dạy cho em hay là cho em được học về sức mạnh tiềm thức là hấp dẫn và về tài chính rồi về mọi mặt để em có thể đi giúp đỡ mọi người. Đó thì rất là may là sau 2 tuần thì em lên mạng em gặp được chị Thúy thì gặp thầy và học cái Zoom miễn phí đấy các anh chị. Thì em ứng dụng ra rất là nhiều kết quả các anh chị ạ. Sau đó thì em mới thấy rằng là ô cộng đồng chia sẻ miễn phí thế này mà mình nhận không thì mình thấy nó xin lỗi. Và những cái mà em đã ứng dụng đấy các anh chị ạ, là em ứng dụng được ra cái số nhà giống như là em mong muốn. Rồi em ứng dụng đấy là con em rồi em bốc thăm trúng thưởng ấy được một cái kệ mà người ta đến người ta sửa cho phải 5 triệu tiền Hàn các anh chị ạ. Có nghĩa là em học giá trị miễn phí ở Zoom miễn phí cộng đồng nhưng mà em lại ứng dụng ra rất là nhiều cái tài chính em phát triển này kia. Thì em mới ra cho mình một cái quyết định rằng là chắc là ở Zoom doanh nhân hay tâm thân trí đấy là rất là chất lượng nên là thôi mình cho phép mình vào bởi vì mình thấy mình xứng đáng và mình có ước mơ lớn là mình muốn đi giúp đỡ nhiều người nên là mình phải học. Thì mình giỏi mình biết thì mình mới đi giúp đỡ mọi người. Thế là sau đó em mới vào doanh nhân và một thời gian em có đi apply các anh chị ạ. Em còn không biết là câu lạc bộ như nào. Em phải đi để em xem là câu lạc bộ có thật hay không. Và em ứng dụng liên tục thì sau một thời gian đấy là khoảng đến gần 1 năm đấy là vì cái tôi của em nó mới trỗi dậy. Có nghĩa là em học nhưng mà cái tôi của em nó cứ kéo em ra ngoài thôi các anh chị ạ. Lúc đấy tư duy của mình nó chưa chững này. Thế là mình làm theo rằng là học làm gì ra tiền đâu. Học đi ra ngoài và làm đi. Thế là em mới ra ngoài là em mới tập trung vào là em làm về lao động thời vụ, là môi giới kết hôn và các loại visa. Các anh chị ơi, đúng là mình dùng cái tư duy cũ của mình và mình thay đổi cái công cụ thì kết quả nó cũ. Và sau đến gần hết 1 năm nhưng mà em vẫn lăn lộn, tài chính của em vẫn không có nhấc nổi lên và các khoản chưa dương về tiền thẻ nó vẫn còn. Thế lúc đó là em thật sự là em áp lực lắm các anh chị ạ. Thì chị Gấm là cái người mà em chia sẻ đấy. Thì chị có gọi điện để ăn mừng thành công với em. Chị Gấm có bảo em rằng là Thắm ơi chị cảm ơn em nhiều lắm. Từ khi mà chị biết đến em á, thật sự là trước đây chị không tiết kiệm 1.000 nào luôn. Chị là cắt tóc rồi gội đầu rồi kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nhưng mà sau khi biết đến em, biết đến câu lạc bộ, chị vào lớp tân thân chí và lớp doanh nhân, thì chị thấy rằng là nó hay quá. Chị học mà ứng dụng nó ra, kết quả bây giờ chị không đăng bài mà nhiều khách, và chị ứng dụng ra và chị tiết kiệm được đến 5 cây vàng. Rồi là em ngớ người, em bảo ô chị ơi hay thế hả chị. Chị bảo rằng là thế em không học à. Thế là chị Gấm đã truyền cảm hứng lại cho em. Và sau lúc đó đấy em mới bảo rằng là ô thế này là gì ta. Cái này là do là đúng là câu lạc bộ có cái gì đó nó hay mà mình không tập trung nên mình không có biết. Thế là bắt đầu tháng 11 2024 hay 2023 đấy là em mới bỏ cái tôi đi và em học như một đứa bé 5 tuổi không biết một cái gì luôn. Và sau khi em học em ứng dụng đấy thì rồi ôi cái tháng đó nó bùng nổ lợi nhuận lên đến 10 triệu các anh chị. Mà cái trước tháng đó thu nhập của em nó tèm nhèm 1 2 triệu, 1 triệu.
Thì em cũng không hiểu tại sao mà các nguồn tiền rồi các công việc của em ấy nó lại thịnh lên như này và nó đạt được kết quả. Thì em chỉ biết một cái rằng là em ứng dụng cái sức mạnh tiềm thức ấy nó ra kết quả lên, em lại càng có động lực em làm. Em ứng dụng và em cứ ứng dụng được em lại chia sẻ giúp đỡ mọi người. Thì đúng là cái giá trị mình trao đi nhiều, lớn thì mình được nhận lại cái nguồn lực lớn anh chị. Và em cũng về Việt Nam rồi em cũng đã làm được cái ước mơ của em, em báo hiếu cho mẹ. Em cho mẹ đi chụp ảnh rất là đẹp luôn. Hai mẹ con có một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. Rồi cho mẹ tiền tiêu vặt các anh chị. Rồi đây là lần đầu tiên tháng 7 2022 em về Việt Nam. À tháng 7 2023 em về Việt Nam lần đầu tiên đi apply. Đây là em đi một mình thôi. Và em không dám nói với ai, bởi vì em không biết môi trường nó đúng hay sai. Và đây là sau một sau đến tháng 3 2023 24 ấy các anh chị ạ. Tháng 3 2024 thì lần lần thứ hai em đi apply thì em đã dẫn được chị gái em, đây là người ở bên 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 trái ở trên cổ ở đằng đây này gần chị Nguyệt, đấy là chị gái ruột của em đó các anh chị gái ruột của em cũng đã vào danh nhân và em dẫn theo khoảng là 4 đến 5 người bạn, và đấy là cái mà em đã đạt được chính xác cái mục tiêu của mình. Đây các anh chị nhìn mục tiêu của em chưa, mục tiêu của em là em đi apply lần thứ hai là em sẽ đi em dẫn cho là 6 người. Nhưng mà các anh chị ơi, mục tiêu em đã đạt được các anh chị ạ. Nó y chang như cái em đã đạt được mục tiêu ấy các anh chị. Y diệu lắm cả nhà. Và đây là chị gái ruột của em ạ. Em đã được có những mối quan hệ mà em nói thật, mối quan hệ lại có tiền không mua được. Và các anh chị ơi, muốn chơi với người thành công, mình phải ở cái tầm của họ. Mình phải cống hiến cái gì cho họ, mình phải tỏa sáng. Thì họ mới để ý đến mình các anh chị ạ. Chứ không, người thành công người ta không mất thời gian vì cho những cái người mà không không có giúp ích được gì cho họ, hay là không có tỏa sáng, không cùng tầm với họ, họ sẽ không chơi đâu. Đó, thì em rất là thật sự hạnh phúc khi mà em được chụp ảnh với danh nhân Big Theo, danh nhân Nguyễn Diễm, rồi với chị Nguyệt, với nhóm của mình, với danh nhân Trịnh Kha, và còn một cái nữa là em đã được đi du lịch Thái Lan anh chị ơi. Đây là cái em đã ra một cái ước mơ, ra cái quyết định là 30 tháng 5 em đi du lịch Thái Lan, thì em đã được thực hiện được cái ước mơ này và được học của 25.000 người trên toàn châu Á các anh chị ạ. Được đi học phát triển bản thân của tỷ phú Eric Wu. Và các anh chị ơi, rất là hay rồi em được ngồi hàng đầu các anh chị ạ. Rất là may mắn cho em và đây là ước mơ. Ước mơ của em các anh chị ạ. Trên 20 mấy nghìn người mà mình được ngồi ở đằng đầu như này ấy, thật sự cái cảm giác ấy nó sung sướng lắm các anh chị ạ. Nên là cuộc đời chúng ta ấy, người khác làm được thì mình cũng phải làm được các anh chị nha. Đó đây, đây toàn là gọi là xuất sắc cực kỳ luôn. Các anh chị ứng dụng sức mạnh tiềm thức rất đỉnh luôn. Và mình cho phép mình ở cái vị trí tốt nhất các anh chị nha. Và gần đây em có giúp các anh chị đấy. Một số anh chị là thực hành cái bí kíp của đội nhóm em, bí kíp của câu lạc bộ này, rồi em thực hành mở giống như là mình có giúp cho các anh chị đấy có cái thời gian để ứng dụng cái luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức ấy các anh chị ạ. Thì rất là vô cùng hiệu quả rằng là các bạn tham gia thì là ai cũng có kết quả. Và câu chuyện là em vô cùng biết ơn câu lạc bộ. Bởi vì nếu mà không có bộ tư duy gốc rễ của câu lạc bộ đã giúp cho gia đình em được hạnh phúc hòa thuận hơn. Chồng em rất là ngoan các anh chị ạ. Bây giờ biết cho vợ tiền, rồi biết làm việc nhà, không có càu nhàu nữa. Rồi biết nói lời là cảm ơn, yêu thương. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Rồi cho em bộ bí kíp giúp cho con em học tốt, tự giác học. Và giúp cho em là gia tăng được tài chính. Trước đây tiền thẻ này, rồi những cái khoản chi tiêu đấy là mình phải chạy vạy mình lo, mình lao ra ngoài kia để kiếm tiền, nhưng bây giờ em đã là một cái người gọi là có giá trị thì là các anh chị ơi tiền chạy theo em và vẫn dư giả và có cả đút cửa quỹ tự do tài chính nữa đấy. Còn về sức khỏe của em thì vô cùng tuyệt vời là từ sáng em dậy sớm tối em ngủ muộn như thế nhưng mà em vẫn tràn đầy năng lượng và em vẫn live stream ngày nào cũng live, ngày nào cũng 1 đến 2 cái video các anh chị ạ. Mà em không hiểu là năng lượng từ đâu ra các anh chị. Và em rất vui rằng là không những em hạnh phúc mà em còn giúp đỡ được rất là nhiều anh chị ứng dụng thành công các anh chị ạ. Và đó là một cái niềm động lực truyền cảm hứng để giúp cho em được có một cái động lực và em lại càng tin vào câu lạc bộ hơn.
Các anh chị ơi, nếu các anh chị nào mà chưa có kết quả là do các anh chị còn cái tôi ở đó. Các anh chị bỏ cái tôi ra đừng như em nha, mất cả gần 1 năm. Tốn thời gian lắm các anh chị ạ. Cái thứ nữa rằng là nếu mà có điều kiện, các anh chị hãy cho phép mình vào nhận những cái tốt nhất. Cho phép mình được ở cạnh những người doanh nhân xuất chúng nhất. À, thì hãy nên vào cái lớp doanh nhân và lớp tâm thân trí. Bởi vì các anh chị ạ, cái bộ tư duy của mình mà không được cài đặt mới, các anh chị vẫn mang cái tư duy cũ để đi làm những cái công việc ABC, đổi những cái công cụ thôi, thì nó ra cái kết quả cũ giống như em. Em đúng là 5-7 cái nghề rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ em được vào ở lớp tâm thân trí đấy, đã rèn cho em và cài cho em cái bộ tư duy đúng về tiền, về của người thành công đấy các anh chị ạ. Và câu lạc bộ cho em rất là nhiều những cái rất là tuyệt vời. Thì các anh chị ơi, thay vì là mình phải trả giá, mình lăn lộn ở ngoài kia, rồi mình mất tài chính, mình mất thời gian, rồi mình mất niềm tin từ bạn bè, người thân, thì mình đi vào mình học để lấy cái bộ tư duy đó đi. Đó là cái quyền lợi của các anh chị. Tại sao mình thấy đúng, tốt mà mình không vào? Thì mình đâu có, mình thế là, mình không cho phép là mình xứng đáng với điều thành công đấy các anh chị ạ. Đó, và hãy cho mình vào lớp doanh nhân để mình có được cái bộ tư duy của cái người kinh doanh thành công, nếu mà các anh chị thật sự khao khát thành công và muốn trở thành người tự do về tài chính. Hay là hiện tại cái công việc của các anh chị ấy, nó bị gãy nhánh, nó bị tồn kho, hay là không có được đạt được kết quả đấy, thì các anh chị vào lấy cái bộ tư duy của lớp doanh nhân đấy lắp vào, có thể cứu sống được cái doanh nghiệp của mình, hoặc là xây dựng là một cái doanh nghiệp mới cũng được. Đó, thì các anh chị ạ, em giúp đỡ cho rất là nhiều anh chị em vào trong lớp doanh nhân và tâm thân trí, thì em nói thật rằng là rất là tuyệt vời, là 10 người thì 10 người đều cảm ơn em và đều nói rằng là thật xứng đáng. Và đây là một sự lựa chọn mà nó quá là tuyệt vời trên cái cuộc đời này. Và hàng ngày họ gọi điện nhắn tin cảm ơn và cảm ơn em rất là nhiều luôn. Đó, thì em nói thật là trong cái cuộc đời của em, nếu mà em biết câu lạc bộ sớm đấy, thì chắc là cuộc đời của em nó thành công sớm rồi. Chứ không phải là lên xuống như thế này các anh chị ạ. Đó, nên là hãy cho phép mình vào doanh nhân và tâm thân trí các anh chị nhé. Thật sự là nó xứng đáng cực kỳ luôn. Đó, thì lời chia sẻ của em đến đây là kết thúc, và em cảm ơn doanh nhân Hoàng Nguyệt ạ. Và cảm ơn Chủ tịch Trịnh Trịnh Quốc Huy, doanh nhân Nguyễn Diễm và các doanh nhân ngày đêm cống hiến ở trong lớp doanh nhân, lớp tâm thân trí và ở các buổi Zoom cho cộng đồng như thế này. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe buổi chia sẻ của em ạ. Dạ rồi, bao nhiêu số các anh chị thấy là cái sự thay đổi của bạn Thắm ạ, vô cùng là tuyệt vời khi mà vào môi trường câu lạc bộ, đúng không ạ? Vào môi trường câu lạc bộ đã ứng dụng có rất là nhiều thành công. Không những thế thì Thắm còn giúp đỡ cho rất là nhiều anh chị ứng dụng và có được những thành công vô cùng là tuyệt vời. Đó, thông qua những cái buổi học như thế này, thông qua những cái nhóm rèn luyện thân tâm trí, nhóm rèn luyện doanh nhân, giúp cho Thắm có thể thay đổi được cuộc sống thì sau một thời gian ngắn thôi, thay đổi cái tư duy, thay đổi cách nghĩ và thay đổi những thói quen, rèn cho mình những cái thói quen của những người thành công thì cuộc đời của mình sẽ đi theo đúng cái những cái bước, những cái nấc thang mà những người thành công đã đi. Tuyệt vời, hết sức tuyệt vời ạ. Ok, chúng ta cùng nhau tung bông tung hoa chúc mừng cho doanh nhân Nguyễn Thắm một lần nữa. Ok không ạ? Dạ rồi. Và 5 phút cuối giờ ngày hôm nay thì Nguyệt có bận cái Zoom ở bên Zoom sức khỏe. Nguyệt phải mở Zoom sức khỏe nên là chúng ta tự thực hành lòng biết ơn anh chị nhá. Những anh chị nào mà ở trong nhóm rèn luyện thân tâm trí chúng ta hãy chuyển sang cái Zoom để chúng ta học tập về sức khỏe anh chị nhá. Ok, Nguyệt xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả nhà mình một ngày mới tràn đầy năng lượng, hoàn thành xuất sắc tất cả các mục tiêu mình đặt ra. Ok, Nguyệt xin chào và hẹn gặp lại.